To show you about the brand of One Vin Vietnam, it's great to have you here. Giúp kết nối mọi người và doanh nghiệp một cách thông suốt và hiệu quả. Đối với hệ thống thanh toán công cộng, ví One Vin của chúng tôi, One Vin Việt Nam là ví đầu tiên ở thị trường Việt Nam triển khai công nghệ thanh toán không tiếp xúc chip EMV. Ví One Vin là giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ với chi phí thấp, an toàn, hỗ trợ thúc đẩy mở rộng mạng lưới và nền tảng thanh toán cho thị trường Việt Nam tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu cho người dân. So One Vin Vietnam GIC, a licensed intermediary payment provider by the State Bank of Vietnam, offer service like equivalent payment collection and One Vin Vietnam. Go, 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 go
the moment of big key moment of one beat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Để trải nghiệm cũng như chúc các bạn lưu niệm cùng chương trình. Vâng. Xin được mời quý vị đại diện ở các hàng ghế đầu, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để cùng tham gia vào chuyến hành trình ngày hôm nay được thực hiện bởi một chuyến xe buýt tham quan của một trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với EMP Contactless của OneVin Việt Nam. Who are so how you thinking about? Yeah, vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng hành trình mà sử dụng xe buýt công cộng tại Hồ Chí Minh cũng đồng thời góp phần vào hành trình truyền cảm hứng và quảng bá cho văn hóa du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung, văn hóa Việt Nam sẽ lan tỏa đến cộng đồng bạn bè quốc tế. Và ngày hôm nay với công nghệ thanh toán chạm OneVin thì chắc chắn rằng sẽ đưa dịch vụ văn hóa cũng như là những cái đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè quốc tế và chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, nhanh chóng, gọn gàng hơn, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, và như vậy thì với phần trình diễn này cũng đã thay cho lời chào kết thúc của ngày hôm nay gửi đến. Vẫy tay 1, 2, 3 quân phim Việt Nam à, xin phép quân thân à. Dạ vâng. 1, 2, 3 quân phim Việt Nam. Cảm ơn các chị rất nhiều. Thank you. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đại diện, quý vị các bạn đã cùng tham gia vào sự kiện ngày hôm nay. Với điều kiện thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá đặc biệt, rất mong và rất cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Làm sao? Đứng bên này đâu chị Bi. Đứng đây. Ok.
Ok, đẹp luôn. Em ơi, chưa giờ bị kẹt ta. Rồi, anh Linh ơi. Dạ, ok ạ. Rồi, cho một tấm nữa nha. Ok ạ. Ôi, mù đồ như này giờ rồi, phải đừng được như này đi. Anh bà chỉ đi ra kẻ phèn thôi, vô này cho mọi người. Vô mấy phèn ơi. Cái đầu của mày, nha, lôi rồi. Xong cái chỗ rồi. Ok, ok. Một cho tất cả. Nước hàng, ba. Rồi xuống. Còn rồi xuống cho người ta chụp đi. Rồi, áo. Rồi, gắn cân rồi. Rồi, đi. Cho anh kia kìa. Đấy, bốc cái này. Đó là bốn bữa rồi đó rồi. Sống sướng chứ kìa. Cho xin cái túi coi. Túi nào? Đấy. Rồi, bây giờ về chưa? Thôi mấy bạn cởi khẩu trang đi, chụp đeo khẩu trang sao có đẹp được đâu. À lùi, tất cả mọi người lùi giùm mình 3 bước mọi người ơi. Lùi giùm mình 3 bước đây, mình chụp không hết đâu. Rồi anh bảo vệ nãy mình xíu nè. Rồi mọi người ơi, like cái nhẹ mọi người ơi. Ok. Rồi ai có khẩu trang lục hết khẩu trang đó nha. Ok. Lùi. Thôi nhìn mặt rồi. Chụp nha. 1 2 3. Rồi chờ xíu nè. Tim hết trơn rồi, bắn nhẹ tim rồi. Đúng rồi. Ok, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn mọi người. Đây. Nhìn đây. Xin lỗi. Rồi ơi. Bye lên. Bye.